hướng dẫn tách nền ảnh cực đơn giản bằng Canva. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và nếu như các bạn trong quá trình thiết kế, các bạn muốn tách một nhân vật nào đó ra khỏi bối cảnh của một bức ảnh và các bạn chưa biết phải làm sao, thì hôm nay video clip này là một video dành cho bạn. Các bạn sẽ cần sử dụng một cái công cụ, đó là canva.com. Các bạn truy cập vô website này, đăng ký tài khoản, đăng nhập và các bạn sẽ có một cái giao diện giống thế này. Và cái công cụ tách nền ảnh là một cái công cụ dành cho phiên bản Canva Pro. Thì trong chuỗi video clip này, bài số 2, mình đã có hướng dẫn các bạn cách nâng cấp lên tài khoản với tính năng Pro hoàn toàn miễn phí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái nội dung tải lên để chúng ta sẽ cùng thử tải một cái bức ảnh từ máy tính lên. Và chúng ta sẽ tách cái nhân vật này ra khỏi cái bối cảnh nền như thế này. Và không biết là các bạn đã nhận ra cái nhân vật trong bức ảnh này là ai chưa? Đó chính là Nguyễn Minh Phụng đây, chính là người mà đang chia sẻ, đang nói cho các bạn nghe. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chọn vào bức ảnh và mình sẽ bấm vào nút hiệu ứng. Các bạn thấy cái công cụ này không nè? Công cụ xóa nền. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đây để xem là Canva xóa cái nền như thế nào nha. Ok, sau một vài giây thì Canva đã xóa cái nền rồi. Các bạn thấy mức độ xóa có ok, có tuyệt vời không nè? Đó, đây là Canva, một cái phần mềm tự động xóa nền cho bạn. Và nếu như các bạn làm Photoshop thì chắc cũng sẽ hơi kỳ công ạ. Với những người bình thường thì sẽ rất là kỳ công. Còn những người mà đã giỏi Photoshop thì mình không có bàn đến. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm quen với là cái công cụ này ở trên màn hình. Đó là chọn cọ vẽ. Cái cọ vẽ này các bạn thấy khi mà mình bấm vô nút khôi phục á, thì ở đây nó sẽ có cái kích cỡ cọ vẽ là cái tròn tròn ở trên màn hình nè. Thì khi mà mình chọn khôi phục thì mình sẽ bôi cái này thì nó sẽ để lộ lại cái nền của cái ảnh gốc ra đó. Còn nếu như mình muốn xóa thì mình sẽ chỉ cần là bôi lại cái này thì nó sẽ xóa cái nền đi. Và nếu như Canva trong cái quá trình mà nó xóa cái nền ảnh đi mà nó vẫn chừa lại những cái chi tiết mà các bạn thấy nó không hợp lý, thì các bạn sẽ sử dụng cái cọ vẽ này để các bạn có thể xóa. Ví dụ mình xóa luôn đó, các bạn thấy xóá luôn cái này rồi cái tay luôn rồi đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ thử một cái hình khác. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái hộp bánh trung thu này. Đây là cái hộp bánh trung thu Kindle. Ok, bây giờ mình sẽ xóa thử cho các bạn xem. Mình bấm vào đây, mình sẽ chọn là công cụ tách nền và chúng ta sẽ chờ trong giây lát xem là với cái vật thì Canva có thể xóa được không. Ở đây không phải là hình người đó. Hiện tại thì có vẻ như là Canva không xóa được cái này thì phải, không biết nó có xóa được không. Bây giờ mình sẽ sử dụng cò vẽ để mình xóa xem. Thì ra là cái vật nó, Canva nó cũng xóa được các bạn. Hồi nãy là nó đang bị chậm đó. Rất là tuyệt vời phải không nào, người cũng xóa được và vật thì cũng xóa được luôn. Bây giờ mình sẽ thử tải một cái tấm ảnh khác từ trên máy tính của mình. Đây, mình sẽ lấy cái hình này nữa xem coi Canva nó có xóa được không. Đây là thời điểm mùa dịch và cái xe của mình nó bị hết ắc quy, mình đang phải nạp ắc quy. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn một hiệu ứng và lại chọn vào công cụ xóa nền và xem Canva có thể xử lý được cái tấm hình này không. Sau một vài giây thì Canva đã xóa được cái nền này. Và các bạn thấy không, nó chừa lại đúng cái chi tiết xe và người luôn. Rất là hay, rất là hay luôn. Và bây giờ mình sẽ đổi cái màu nền xem. Cái màu nền thì mất hình luôn mình luôn rồi. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái ảnh khác. Hôm nay là chuỗi combo xóa hình, sẽ tìm còn cái hình nào đẹp nữa. Hết ảnh rồi hả ta? Hết ảnh rồi quá. Đây, hình này mình có cái hình chiếc xe ô tô này. Xem đây là một cái hình thiết kế. Xem là Canva nó sẽ xóa được không. Ok,
Ok, Canva đã tách được cái ô tô ra khỏi nền. Và nãy giờ là một cái chuỗi combo xóa nền của mình. Và bây giờ thì tiếp tục tới lượt bạn sẽ xóa cái ảnh của mình. Hãy thực hành theo. Và hy vọng là với video clip này thì các bạn sẽ xóa được cái nền ảnh thành công và sẽ có được một cái bản thiết kế ảnh cực kỳ ưng ý. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy bấm nút đăng ký, bấm nút like video và hãy chia sẻ những cái cảm nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận. Và đừng quên gửi đoạn video clip này cho những ai bạn nghĩ là họ đang cần. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip.